Chọc chưa? Trời cá. Các bạn, giờ mình sẽ dắt cám các bạn ơi. Dắt cám mình dụ dụ cá. Nè, mình về quê mình làm cái clip dụ cá bằng lợp tôm các bạn. Đây là công đoạn dắt cám. Rồi, đây có cám rồi các bạn ơi. Ồ, thơm quá các bạn ơi. Giờ mình bỏ cám vô cái lợp này các bạn ơi. Lần hồi nữa cá nó sẽ vô cái hai bên này là nó ra không được. Cám vô đây các bạn. Quay gần lại. Ok, thì mình theo em nhỏ này mình thử thách là mình giữ cá vô lợp tôm nha các bạn. Để cho nó chìm xuống các bạn, để thôi nó nổi ở trên, đằng cá nó không có vô. Thêm nữa. Rồi, xuống đây. Rồi, để em cắm dưới đất đi. Cắm dưới đất. Cắm chúi cái đầu xuống đất. Cái đầu ở dưới kia kìa. Ừ, đúng rồi. Đừng coi cho đừng nó gỉ lợp thôi. Rồi được rồi. Rồi xong các bạn, mình chờ mình khoảng 30 phút đi. Xong rồi mình đi thăm cái lợp thử coi nó có dính không các bạn. Ok. Thăm cái lợp hồi nãy mình đặt các bạn ơi. Rồi dở lên. Wow, quá trời luôn các bạn ơi. Mạnh lên. Trời ơi, đóng cá luôn. Quá trời cá luôn các bạn. Còn là cá phi không? Dứt có một con cá tra. Một con cá tra con. Ừ, không biết ở đâu có con cá tra nữa bạn. Ở đây mình đâu có nuôi cá tra đâu, mình dính được con cá tra. Cá tra ốm nhôm, ốm nhách. Quá trời cá. Chọc chưa? Quá trời cá. Thấy mê không các bạn? Này mình làm thử mà dính được nhiêu đây nè. Hay để coi mấy con. 2 4 5 con nữa. 5 con với một con cá tra nên là 6 con. Thôi, quá đã các bạn ơi. Ui. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn thấy clip hay thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình. Ui, này quá hên, nhiêu đây là vô mình nướng đi. Món nướng này ăn tuyệt vời.